Mến chào các bác, bên cạnh em đây là hai cây nhất chi mai có chi dăm khá là đẹp. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch, đã tới thời điểm chúng ta sẽ cắt tỉa chi dăm cho cây nhất chi mai để chúng ta chuẩn bị đón Tết. Đây là lượt cắt tỉa thứ hai các bác nhé, cũng là lượt cắt tỉa cuối cùng. Khi các bác cắt tỉa ở thời điểm này thì chúng ta sẽ cắt tỉa sâu. Cái mục đích cắt tỉa ấy là để chúng ta nuôi một lượt dăm nữa, giúp cho cái tán nó dày hơn, nó đẹp hơn. Và chúng ta sẽ cắt tỉa để chúng ta ấn định cái thời điểm cái cây hoa nhất chi mai này nó sẽ nở hoa vào dịp Tết âm lịch. Và sau khi chúng ta cắt tỉa thì chúng ta sẽ chăm sóc lại bình thường. Tuy nhiên nếu mà các bác không cắt tỉa ở thời điểm này thì chúng ta rất khó làm hoa Tết các bác nhé. Và thời điểm này thì các bác cắt tỉa sâu. Và các bác lưu ý, khi cắt tỉa thì chúng ta sẽ giữ lại một phần lá ở phía dưới. Có nhiều bác thì lại vặt trụi lá, ở cái thời điểm này là không đúng đâu các bác nhé. Chúng ta phải giữ lại lá để cây nó có thể quang hợp, giúp cây nó nhanh bật mầm để chúng ta nuôi chi dăm mới để chuẩn bị cho lứa hoa Tết các bác. Em cùng các bác sẽ cùng đi cắt tỉa các bác nhé. Ở đây thì các bác nhìn chi dăm của cái cây nhất chi mai này nó khá là dài. Em đo bằng gang tay thì nó dài khoảng từ 40 tới 50 cm. Thì khi cắt tỉa thì các bác sẽ cắt tỉa tính từ cái điểm mà cái cây nhất chi mai này nó bắt đầu phân nhánh ra những cái dăm nhỏ này. Thì các bác sẽ để lại từ 10 tới 15 cm. Và các bác lưu ý, ở cái thời điểm cắt tỉa thì các bác cố gắng cắt tỉa đều một lượt nhé. Để sau này cây nhất chi mai nó nảy mầm thì nó nảy mầm thành một lượt thì tán nó tròn, sau này nó nhiều hoa hơn. Và những cái cành tăm, cành nhỏ, cành mù các bác cũng cắt bỏ đi nhé, bởi vì những cái cành đó nó không có khả năng nảy mầm. Và cắt đi cho cái tán nó thoáng thì tránh hiện tượng là, thứ nhất là nó rậm quá nó sẽ sinh ra nấm bệnh, thứ hai là nó dày quá sau này nó rất là ít hoa mà hoa nó rất nhỏ các bác nhé. Đây, các bác đừng tiếc nhé, các bác hoàn toàn có thể cắt tỉa như thế này cho em. Còn các bác tiếc là sau này không có cây nhất chi mai đẹp để chơi đâu. Đó. Và các bác sẽ lựa làm sao cho cái tán nó đẹp một chút là được các bác nhé. Đó. Và các bác lưu ý, những cái chi dăm này sau khi các bác cắt tỉa thì hoàn toàn các bác có thể mang đi dâm, tạo ra những cây mới nhé. Ví dụ như ở đây em có dâm này, em có đánh dấu cái tên bầu là nhất chi mai để phân biệt với các cái loại khác này. Tuy nhiên lá của nó nhìn nó cũng khác biệt hoàn toàn các bác. Em dâm thì nó đã phát triển này các bác này. Đó, đây cái cành dâm này, cành dâm nó đã phân nhánh này. Đây, em sẽ nhổ lên cho các bác xem cái bộ rễ nhé. Đây cái bộ rễ này, các bác thấy khủng không? Đây bộ rễ đây, sau khi em dâm cái cành nhất chi mai này. Đây em dâm cái cành, em cắt ngắn tới cái ngón tay trỏ em chỉ này. Và cái phần trên này là phần mầm nó lên này. Đó, dâm bình thường thôi, không cần một cái loại kích rễ nào cả các bác ạ. Dâm thì em dâm vào cát xây dựng thôi. Thậm chí em dâm vào cát đen ấy, chứ không có cát vàng đâu. Đó, và như vậy là chúng ta đã có những cái cây con chúng ta mang đi chúng ta trồng. Và để chọn cành dâm ấy, cái cành này này. Đây, những cái cành này thì các bác có thể cắt được
3 tới 4 cái hom để chúng ta dâm. Đây. Các bác cắt như thế này. Đó, các bác lấy kéo các bác cắt cái lá như thế này nhé. Bỏ hết lá đi để nó giảm cái sự thoát hơi nước. Sau đó các bác cắt như thế này. Như vậy là chúng ta có một hom để chúng ta dâm. Các bác lưu ý nhé. Cái vết cắt này này các bác cắt chéo như thế này này thì tỷ lệ nó ra rễ nó sẽ nhanh hơn và tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn nhé. Các bác lưu ý là chúng ta không tước lá nhé. Các bác tước như thế này này. Đấy các bác nhìn không? Nó xước này. Nó xước như thế này là nó sẽ bị thối đấy. Đó, tước như này bị thối nhá. Không làm như vậy mà chúng ta sẽ lấy kéo chúng ta cắt cái lá này đi. Như này, để lại cái cuống thì cái phần thân nó không bị xước, nó không bị nhiễm trùng, nó không bị thối khi chúng ta dâm, tỷ lệ nó sẽ thành công cao hơn nhé. Ví dụ như dâm thì các bác chuẩn bị cái giá thể, ở đây thì em cứ lấy cát thôi, các bác có thể lấy những cái chất trồng mà các bác trộn để trồng cây ấy. Đây, các bác dâm vào đây, cắm vào đây. Rồi chúng ta dí vào, cố gắng giữ ẩm cho cái hom này. Và khi dâm thì các bác để chỗ thoáng mát, không phơi nắng nhé, phơi nắng là nó chết đấy. Đấy, thì nó sẽ có những cái bầu như thế này. Đó, chúng ta có thể tận dụng hết những cái cành bánh tẻ, những cái chi dâm như thế này để chúng ta mang đi dâm, tạo ra những cây nhất chi mai mới trồng chơi cho những năm sau các bạn. Rất đơn giản nhé. Sau khi cắt tỉa cây nhất chi mai xong thì em sẽ tiến hành phun chế phẩm để phòng trừ nấm bệnh và giúp cây nó không bị các cái loại vi khuẩn nấm bệnh tấn công vào vết cắt. Ở đây thì em sử dụng mancozeb, tức là cái man xanh ấy, và cái chế phẩm bám dính ngư ông đắc lợi. Đây, hai cái chế phẩm này em sẽ phun vào thời điểm này các bạn ạ. Bởi vì thường thường ấy, thời điểm mùa hè là thời điểm những loại hoa cây cảnh trong vườn nó hay bị một số cái loại sâu bệnh tấn công. Đặc biệt sau khi cắt tỉa thì thường chúng ta phải phun phòng nấm cho cây hoa nhất chi mai các bác nhé. Đó. Đây, có rất là nhiều bác có hỏi là chúng ta có thể pha luôn các cái chế phẩm kích rễ, kích mầm, kích chồi vào chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật hay không. Thì em khuyên các bác là chúng ta không nên làm như vậy. Bởi vì ấy, nó rất dễ xảy ra các cái phản ứng hóa học làm ảnh hưởng tới các cái thành phần của các cái chế phẩm chúng ta pha chung. Cho nên tốt nhất là các bác pha riêng. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta xịt chế phẩm mancozeb để phòng nấm, thì sau đó 2 tới 3 ngày thì chúng ta sẽ xịt chế phẩm kích mầm, kích chồi, kích rễ cho cây, cũng không muộn các bác nhé. Ở đây cái gói mancozeb này là 100g thì chúng ta sẽ pha từ 40 tới 50 lít nước. Nghĩa là nếu các bác có bình bơm 20 lít thì chúng ta sẽ pha nửa gói, tức là khoảng 50g. Ở đây thì em có cái bình xịt tay 1,5 lít thì em cho một chút thôi. Riêng mancozeb các bác có thể pha đậm đặc một chút. Chúng ta có thể pha ra để chúng ta quét lên thân cây. Nó sẽ diệt trừ các cái nấm bệnh mà nó chui vào vỏ cây. Những cái nơi mà vỏ cây nó bị bong chóc, nó bị mục các bác ạ. Rất là tốt nhé. Và khi các bác xịt mancozeb lên cây thì 7 ngày các bác xịt một lần. Và các bác lưu ý, chúng ta sẽ không xịt vào lúc trời nắng và không xịt vào lúc trời mưa các bác nhé. Tiếp đó là cái chế phẩm siêu bám dính ngư ông đắc lợi nhé. Các bác tiến hành lấy khoảng 0,3ml để pha cho 1,5 lít nước. Đây, em lấy một chút thôi. Siêu bám dính nó sẽ giúp các cái chế phẩm mà chúng ta xịt lên cây nó bám chắc và nó thấm sâu vào phiến lá. Nó giúp cây hấp thụ nhanh hơn các cái thành phần mà chúng ta cung cấp trực tiếp vào tán lá cây các bác nhé. Rồi các bác sẽ lắc đều cho cái chế phẩm mancozeb nó tan đều trong nước. Khi xịt chế phẩm này nó sẽ có màu xanh trên lá các bác nhé. Cho nên là chế phẩm này sẽ không xịt vào các cái loại cây mà chúng ta ăn quả, ví dụ như cây sim hoặc là cây ổi hoặc cây táo. Nếu mà các bác phòng trừ nấm bệnh cho các cái loại cây ăn quả thì các bác nên sử dụng anchacun hoặc là anvin thì nó sẽ không có cái màu xanh này. Còn các cái chế phẩm nó có thành phần mancozeb, trong đó cái thành phần mancozeb có trong man xanh này, có trong mancozeb này, hoặc là có trong zidomingol này, hoặc là cái cóc 85 ấy, nó đều có màu xanh, thì các bác sẽ không nên xịt vào các cái loại cây ăn quả hoặc là rau ăn nhé. Sau đó nó có cái màu xanh nhìn rất là ghê. Còn riêng xịt vào các cái loại cây chơi hoa bình thường, thậm chí nó bảo vệ rất là tốt các bạn. Đây, em sẽ tiến hành xịt chế phẩm em vừa mới pha lên cái cây nhất chi mai. Đây, xịt lên cả thân cây các bác nhé.
Đó. Xịt ướt đẫm trên mặt lá, dưới phiến lá, ướt đẫm chi cành, thân cây và bề mặt chậu. Ở đây thì cây nhất chi mai em trồng trên cái chậu nhựa C13. Sau này chơi Tết thì có thể em sẽ sang chậu xinh hơn. Các bác có thể trồng cái cây nhất chi mai này ra đất thì chúng ta chăm nó sẽ dễ hơn. Nó sẽ đơn giản hơn, nó không vất vả như là chăm trên chậu các bạn. Chăm trên chậu thì các bác phải tưới thường xuyên. Ngày nắng nóng tưới 2 lần vào buổi sáng sớm và buổi chiều muộn để cung cấp nước cho cây. Tránh để cho cây thiếu nước thì nó sẽ vàng lá, dần dần nó sẽ bỏ chi bỏ cành, thậm chí chết cây các bác nhé. A few moments later. Tiếp đó là em sẽ tiến hành sử dụng phân bón gốc và phân bón lá để bón cho cây nhất chi mai. Ở đây phân bón gốc thì em sẽ sử dụng cái phân có hàm lượng đạm và lân rất là cao, đó là NPK 30 10 10. Các bác có thể sử dụng DAP hoặc là các cái dòng phân có 3 số bằng nhau, ví dụ như là 13 13 13 TE cũng được. Ở đây thì em sẽ pha với cái liều lượng là 5g trên 1 lít nước các bác ạ. Ở đây em có 3 lít nước thì em sẽ đong mỗi một muỗng cà phê này là 5g nhé. Em sẽ đong 3 cái muỗng cà phê như thế này để hòa vào nước tưới. Phân NPK các bác có thể bón dạng hạt hoặc là hòa vào nước tưới đều được. Tuy nhiên khi các bác hòa vào nước tưới thì cây nó sẽ nhanh hấp thụ hơn. Còn bón dạng hạt thì cây nó sẽ hấp thụ chậm hơn. Em phải có thói quen hòa ra nước tưới. Ở đây thì em sẽ quấy đều lên. NPK là một dạng phân nó tan hoàn toàn trong nước, cho nên là các bác quấy đều lên là nó sẽ tan các bác nhé. Tiếp theo là em sẽ sử dụng phân bón lá N3M. Đây các bác nhìn này. Cái phân bón lá N3M này hầu như bác nào cũng có một vài lọ trong nhà. Ngoài ra các bác có thể sử dụng phân bón lá đầu châu MK501 cũng được các bác nhé. Ở đây thì em sử dụng N3M. Em sẽ pha với cái liều lượng là 2g trên 1 lít nước. Gạt miệng này là 1g. Thì em có 1 lít rưỡi nước thì em sẽ đong 3 cái gạt miệng này để pha cho 1 lít rưỡi nước các bác nhé. Đó, cứ 2g 1 lít thì các bác pha sẽ không bao giờ bị thừa phân, dẫn tới hiện tượng sốc phân, sót rễ. Và riêng cái phân bón lá nếu các bác dùng thừa thì các bác có thể tưới vào gốc nhé. Đó. Đó. Sau đó các bác lắc đều để cho cái phân N3M nó sẽ tan hoàn toàn trong nước các bác nhé. N3M nó vẫn là cái phân bón lá NPK mà các bác, cho nên là chúng ta sử dụng rất là tốt. Nếu trong nhà các bác có Atonic thì các bác sẽ pha thêm Atonic vào cùng với N3M. Xịt thì cây sẽ rất là nhanh bật mầm, ra rễ rất là mạnh các bác nhé. Đầu tiên em sẽ tưới cái phân bón gốc NPK 30 10 10 đã hòa tan ra cái bình tưới này. Các bác cứ tưới vào gốc cho em. Như vậy thì bộ rễ nó hấp thụ rất là nhanh các bác nhé. Và nó không bị sốc phân. Sau đó thì em sẽ xịt phân bón lá N3M lên tán cây. Ướt đẫm trên mặt lá, dưới phiên lá, ướt đẫm chi cành các bác nhé. Đó. Bón như vậy thì cây nó sẽ rất là nhanh bật mầm. Và khi bật mầm thì mầm rất là khỏe các bác ạ. Các bác lưu ý chúng ta sẽ sử dụng các loại phân bón lá và phân bón gốc khi mà thời tiết nó mát mẻ, đặc biệt là buổi chiều. Ngoài ra các bác có thể bón các loại phân hữu cơ, ví dụ như phân bò mục, phân gà mục, phân chuồn quế, phân dê, phân rơi hoặc các cái chế phẩm phân hữu cơ chúng ta tự ủ. Nó cũng rất là tốt và hiệu quả cho cây nhất chi mai phát triển. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.